Suy niệm lời Chúa thứ bảy tuần 2 mùa vọng. Tin mừng theo Thánh Matthew. Con người cũng sẽ phải chịu đau khổ vì họ như thế. Suy niệm. Có người thích chơi chữ nên giải thích mùa vọng theo nguyên ngữ Latin là mùa phiêu lưu. Cả hai từ đều chung một gốc, đó là evenire, có nghĩa là đến, là mùa phiêu lưu của Chúa. Quả thật, Thiên Chúa đã làm một cuộc phiêu lưu khi thực hiện cuộc giải cứu nhân loại khỏi tội lỗi. Để làm điều đó, chưa kể đến cuộc chuẩn bị kéo dài miên viễn, mà khi thời gian tới hồi viên mãn, con của Ngài sinh xuống làm người. Cuộc giải cứu đó đã có nguy cơ bị bóp vỡ từ trong trứng nước. Nhưng bi đát nhất là chính những con người mà Ngài đến để giải cứu lại không nhận ra Ngài. Sở dĩ ta không nhận ra Ngài vì thường là ta ép nặn ra một Thiên Chúa cho vừa cái khuôn theo ý riêng của mình, lấy đường lối của mình thay thế đường lối của Thiên Chúa và bắt Ngài phải đi theo con đường của mình. Cho nên khi Chúa sinh ra trong hang đá nghèo hèn, sống khó nghèo với người nghèo, chết chôn nhờ mộ của người khác, thì con người không thể nhận ra Ngài. Thật là một điều đáng tiếc. Có thể tôi và bạn đã quen với một hình ảnh là một hài nhi được vấn tã đặt nằm trong máng cỏ. Thế nhưng khi Chúa đến theo đường lối khiêm hạ nghèo hèn giữa muôn người nghèo, để có thể sống với người nghèo và sống cho người nghèo, có thể tôi và bạn cũng bị che khuất không nhận ra Ngài. Sống lời Chúa hôm nay, tôi và bạn hãy sẵn sàng đón nhận và giúp đỡ những người nghèo hèn bất hạnh, vì có thể Chúa đến trong những người đó. Lạy Chúa, xin cho con biết từ bỏ ý riêng và có tâm hồn rộng mở, để con có thể nhận ra Chúa đang đến với con. Amen.